Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetix của chúng tôi. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đang sử dụng Facebook. Để phục vụ cho việc hiển thị các nội dung phù hợp với chúng ta, thì Facebook cũng đang theo dõi các hoạt động của chúng ta bên ngoài Facebook, như lịch sử tìm kiếm, đã truy cập những ứng dụng nào, vân vân, khi chúng ta đã mặc định đồng ý cho phép. Bên cạnh các mặt tốt thì cũng không ít người lo lắng vì nhiều thông tin của mình bị theo dõi. Do đó trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể hạn chế Facebook theo dõi những hoạt động của mình bên ngoài Facebook. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trên cả máy tính và điện thoại. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện ở trên máy tính. Sau khi chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của chúng ta, các bạn sẽ click vào dấu mũi tên ở đây. Chọn cài đặt và quyền riêng tư. Chọn cài đặt. Chọn thông tin của bạn trên Facebook. Tiếp theo chúng ta sẽ click vào mục hoạt động bên ngoài Facebook. Như vậy hoạt động bên ngoài của Facebook. Hoạt động bên ngoài của Facebook là thông tin mà các tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ với chúng tôi về tương tác của bạn với họ, chẳng hạn như truy cập các ứng dụng hoặc trang web. Để ngăn chặn Facebook theo dõi hoạt động bên ngoài Facebook của chúng ta, các bạn sẽ click vào mục ngắt lịch sử ở đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ ngắt kết nối lịch sử hoạt động bên ngoài Facebook khỏi tài khoản của bạn. Chúng ta sẽ click vào mục ngắt lịch sử và chọn ngắt lịch sử. Khi đó hoạt động bên ngoài Facebook, bạn chưa có hoạt động nào để hiển thị. Tiếp theo các bạn sẽ click vào mục tùy chọn khác ở đây. Chọn quản lý hoạt động trong tương lai. Chọn quản lý hoạt động trong tương lai. Như vậy theo thông tin của Facebook ở đây, bằng cách lưu các hoạt động bên ngoài Facebook trong tương lai với tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các trải nghiệm dành riêng cho bạn. Ở đây chúng ta cùng chọn chế độ tắt và chọn tắt. Như vậy chúng ta đã tắt hoạt động bên ngoài Facebook. Và bây giờ chúng ta có thể yên tâm về các hoạt động bên ngoài Facebook sẽ không bị lưu lại. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thao tác ở trên điện thoại như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản Facebook của chúng ta và chọn biểu tượng ở đây. Chọn cài đặt và quyền riêng tư. Chọn cài đặt. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Và chọn hoạt động bên ngoài Facebook. Tại đây chúng ta sẽ chọn ngắt lịch sử. Chọn ngắt lịch sử. Như vậy hoạt động của bạn đã bị xóa. Tiếp theo các bạn sẽ click vào mục tùy chọn khác. Chọn quản lý hoạt động trong tương lai. Click chọn quản lý hoạt động trong tương lai. Ở đây hoạt động bên ngoài Facebook trong tương lai đã bị tắt. Vì khi hướng dẫn trên máy tính tôi đã tắt chế độ này. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tắt chức năng theo dõi hoạt động bên ngoài Facebook. Và trong quá trình thực hiện nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.